Hello, xin chào mọi người. Thì Thời Đại Coffee hôm nay sẽ làm một cái video nho nhỏ để giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một cái dòng máy Vio Zenzato F số 4 mà Thời Đại Coffee đang phân phối và nhập khẩu trực tiếp từ Ý ha. Rồi thì để khách hàng có những cái trải nghiệm cũng những cái cách sử dụng làm sao cho nó phù hợp nhất, thuận tiện nhất thì Thời Đại Coffee sẽ chia sẻ một số các cái tính năng cũng như là cách cài đặt cái dòng máy này để cho những khách hàng nào mà mình chưa được tư vấn, chưa được hỗ trợ thì có thể lên cái tài khoản YouTube của Thời Đại Coffee để tham khảo thêm ha. Thì trước tiên thường thường khi bật máy lên thì chúng ta sẽ phải vào cài đặt, thứ nhất về cài đặt cái tiếng này, cài đặt cái thời gian xay làm sao cho nó phù hợp với cái tay cầm, phù hợp với cái lượng cà phê mà chúng ta cần lấy đó. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình của cái dòng máy F số 4 này á, thì nó sẽ có một số các cái thông số, ví dụ thứ nhất về cái độ C này, nhiệt độ này, và thứ hai là cái độ ẩm này đó, và ở dưới là một số cái thông số ví dụ như là cái số ly đã xay trong ngày này, số ly đã xay trong tuần và cái tổng số ly đã xay của cái máy này ha. Rồi sang bên này nữa là thời gian, ngày, ngày tháng năm đó, và cái dưới cùng chữ xanh là chế độ xay ha. Thì trước tiên để chúng ta muốn thay đổi cái tiếng mà ngôn ngữ mà chúng ta cần đó, chúng ta nhấn bên phím bên trái này và nhấn giữ một lúc đó. Bây giờ sẽ là vào cái phần cài đặt tiếng, thì chúng ta chọn vào đây đó, muốn để tiếng nào thì chúng ta để ha. Rồi thì chọn thì chúng ta ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào sang cái phần để cài đặt thời gian, cài đặt năm, cài đặt tháng và cài đặt một số các cái ngày mình bỏ qua ha. Rồi thời gian này, thời gian thì chúng ta chọn đây thì chúng ta để cài đặt thời gian ha. Rồi cái này là cái thời gian mà chúng ta để là 12 tiếng hay là 24 tiếng ha. Rồi đây là 5 tháng này. Tiếp đến là cái này là nhiệt độ, à tức là cái đúng rồi, nhiệt độ. Thì nhiệt độ đây thì nó có sẽ có hai cái thể hiện cái nhiệt độ chúng ta, một là độ C, hai độ F. Thì chúng ta chọn vào đây và để độ C thì để, mà để độ F thì để ha. Thì đây nó là một kèm hai cái thông số thể hiện cái nhiệt độ ha. Đó. Thì thường thường Việt Nam mình là xài cái độ C là nhiều, thì chúng ta sẽ chọn độ C. Đây là cái độ C này đây, và đây là độ F này đó, thì chúng ta sẽ chọn độ C, chọn ở đây ha. Rồi tiếp tục chúng ta sang một cái nữa, mỗi bên thì sẽ có mấy cái phần để chúng ta cài đặt một số các tính năng. Rồi đây là cái độ sáng của màn hình này đó. Thì thường thường khi xuất xưởng thì nhà sản xuất sẽ để khoảng tầm 80% ha, chúng ta có thể tăng giảm đó, nên để khoảng tầm từ 60 đến 80% thôi, đừng để cao quá. Để lên 100% thì nó màn hình sẽ sáng nhưng mà nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái màn hình nó mau già hơn ha. Rồi ok, đó là cái phần bên này, gần như là những cái cài đặt cơ bản của cái bên single này ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang double. Để cài đặt cái thời gian xay thì chúng ta nhấn giữ ở đây đó, thì trước tiên nó sẽ là cái thời gian xay này, chọn này đó, single, nhà sản xuất để mặc định là 3 giây 6, và khi mà cài đặt xong thì chúng ví dụ như chúng ta muốn tăng giảm như bấm bên này, tăng bên này, giảm bên này ha. Đó và cài xong thì chúng ta chọn tiếp, sẽ chuyển sang double và tăng giảm như thế ha. Cài xong chọn thì nó thoát ra và tiếp tục chúng ta sẽ vào một số các tính năng cài đặt khác ha. Rồi cái này là cái thời gian cần thay thế lưới dao ha. Thì thường thường là cái phần này thì nhà sản xuất sẽ để cái thời gian mặc định của nó là khoảng tầm là 65 giờ xay là chúng ta cần phải thay thế lưới dao ha. Rồi cái này là tức là giống như là khi thay thế rồi thì chúng ta đặt lại cái thời gian gốc á, thời gian gốc của máy á. Rồi tiếp đến là đây là cái đặt lại cái cài đặt gốc ha. Ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta cài đặt lộn xộn lên rồi mà chúng ta không có nhớ thì chúng ta có thể vào đây, chọn vào đây để chúng ta cài đặt lại cái cài đặt ban đầu của cái dòng máy khi mà xuất xưởng ha.
Rồi tiếp đến đây là cái thông số, thể hiện cái thông số thì chúng ta, nếu chúng ta cần show cái thông số, cái số lần đã sai ra thì chúng ta chọn Z, và chúng ta không cần, chúng ta ẩn đi thì chúng ta sẽ chọn No ha. Rồi thường thường mọi người sẽ show ra. Rồi đây là cái phần mà mài thủ công ha. Thì cái phần này thực ra thì nó chúng ta, nếu mà chúng ta trường hợp chúng ta không để sử dụng cái phím mài thủ công thì chúng ta vào đây để chúng ta tắt đi, chọn No để nó tắt đi ha. Còn bình thường thì thường thường nó sẽ vẫn bật cái phím mài thủ công này. Còn chúng ta không thích thì chúng ta tắt tắt đi được. Rồi đây là cái chế độ say ha. Chế độ say này thì nó có 4 chế độ đó. Chúng ta sẽ vào thì đây là cái chế độ tiêu chuẩn ha. Chế độ tiêu chuẩn này thì nó sẽ tức là mình chọn cái phím mình cần say và mình tác động thêm cái phím bên dưới thì máy sẽ chạy đó. Còn sang cái chế độ automatic á, là máy sẽ mặc định là mình luôn luôn say ở cái phím single này ha. Đó, mình chỉ cần là tác động vào cái phím này thôi, không cần chọn tác động vào phím này thôi là máy sẽ tự động say cái phím bên single này ha, chứ không cần nhấn chọn ở đây. Cứ khi nào chúng ta cần say, chúng ta chỉ cần đưa tay cầm nhấn vào đây là máy sẽ say. Đó, đấy là cái chế độ automatic. Tiếp đến là cái chế độ này. Chế độ này là cái chế độ lựa chọn trước, chọn vào đây và chúng ta nhấn cái phím thế này thì máy cũng sẽ chạy thôi. Đó, đây là cái chế độ lựa chọn trước. Và tiếp đến là nó gọi là chế độ trực tiếp. Đó, thì chúng ta chỉ cần cần say phím nào chúng ta chọn ở phím đó thì máy sẽ lập tức máy say luôn, không cần tác động đến cái công tắc dưới này. Đó là cái chế độ lựa chọn trực tiếp ha. Vâng. Thì nhưng mà thường thường thì nhiều người xài cái chế độ tiêu chuẩn này là nhiều. Đó. Tiêu chuẩn ha. Thì đó, đấy là gần như là tất cả những cái mà thông số cũng như là cái cách thức cải đặt của cái dòng máy Fiorato S64 này ha. Đó, còn một cái phần nữa đó là vấn đề mà để căn chỉnh cái độ thô mịn của máy, thì nói chung cái căn chỉnh thô mịn này thì mình nghĩ là mọi người cũng đều biết hết rồi. Thì mình cũng xin giới thiệu sơ qua một chút nữa ha. Thì trên cái máy này, trên cái đĩa xoay này á, thì nó có các cái thông số. Nói chung số càng nhỏ thì độ mịn càng cao ha. Thì để chúng ta căn chỉnh cái độ thô mịn thì trên đây sẽ có một cái cây trợ lực, và bên này sẽ có một cái chốt chặn ha. Chúng ta cần xoay cái dĩa này để tăng hay là giảm cái độ thô mịn á, xoay về ngược kim đồng hồ tức là tăng mịn, và theo kim đồng hồ là nhà thô ha. Thì chúng ta muốn tăng giảm chúng ta nhấn cái phím cái chốt này xuống, và chúng ta vào tùy vào cái cần trợ chúng ta xoay qua xoay lại ha, để làm sao cho nó đạt được cái độ thô mịn chúng ta cần mong muốn ha. Rồi ok, vậy cũng kết thúc cái video này tại đây. Thì rất mong nếu mà anh chị em nào mà cần chia sẻ hay là cần tham khảo một số các cái tính năng cũng như cách căn chỉnh các dòng máy xay, máy pha, thì cứ truy cập vào cái thời đại YouTube thời đại Coffee để chúng ta có thể là cập nhật thêm ha. Rồi một lần nữa xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người ha.